Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào quý vị và các bạn thân yêu nhé, đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Thành Audio. Và ngày hôm nay thưa quý vị là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái mẫu loa Full Pro chuyên nghiệp của Paramax mới ra mắt, đó chính là cái siêu phẩm này của chúng ta, loa Paramax V30 Pro. Và ở chiếc loa này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá về chi tiết thiết kế và những cái đặc điểm nổi bật của dòng loa này nha quý vị. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ xoay quanh một vòng và quý vị với các bạn chúng ta cùng xem qua cái nét thiết kế của sản phẩm mới này nha quý vị. Đó, một chiếc loa vô cùng đẹp mắt. Và với quý vị nào mà chúng ta đam mê âm lượng lớn, công suất lớn, đặc biệt là tiếng loa tép, tiếng bát uy lực, tiếng tép sáng và cái giọng hát của chúng ta giải trung dày, thì có lẽ rằng là giải pháp chúng ta lựa chọn một chiếc loa full karaoke chuyên nghiệp, đó là một cái lựa chọn hàng đầu nha quý vị. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết cái dòng sản phẩm này nha quý vị. Ở cặp loa này thì chúng ta dễ dàng nhận thấy được rằng nhà sản xuất có sự thay đổi về cái e-căng lưới thép ở đằng trước nha quý vị. E-căng dày dặn hơn, quý vị, dày hơn này. Đó, dày hơn ở cái dòng S30. Và chúng ta có thể cảm giác nhìn nó khỏe khoắn và hầm hố hơn một chút, đúng không nào? Và bên trên, thưa quý vị, là chúng ta sẽ đánh giá cái nước sơn nha. Với cái dòng sản phẩm V30 này thì Quang Trường nhận thấy rằng cái chi tiết cơ khí ở gỗ và lớp sơn của Paramax làm vẫn cực kỳ sắc nét nha quý vị, vẫn đẳng cấp. So với những thế hệ trước thì không có sự thay đổi nhiều, nhưng ở dòng sản phẩm này thì có cái nước sơn này là sơn hạt nha quý vị, sơn hạt bóng, chống nước, chống xước rất là tốt. Đó. Và đây quý vị có thể nhìn về mặt sau của sản phẩm. Đó, để Quang Trường quay mặt sau cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Đó. Ở dòng sản phẩm này thì sử dụng cái lỗ thoát hơi ở phía sau. Đó, lỗ thoát hơi phía sau, mỗi bên có một cái lỗ thoát hơi. Và bên dưới chúng ta có thể thấy rằng là có một đường input này và một đường line sang loa khác. Và công suất của chiếc loa này là 250W nha quý vị, maximum ở trở kháng là 8 ohm. Đó. Cấu tạo thùng loa thì lớn hơn dòng S30 một chút. Và các chi tiết nhỏ này, máy quay cameraman có thể quay sát vào đây để quý vị với các bạn cùng đánh giá. Với những chi tiết nhỏ cơ khí, có thể nói chính xác so với những cặp loa của JBL hay những cặp loa nhập khẩu châu Âu thì gần như không có sự chênh lệch nhiều như quý vị, gần như là giống nhau hoàn toàn luôn. Đó, Paramax làm rất tốt cái điều này. Và đặc biệt về chất âm, như quý vị, Quang Trường đã thử qua chất âm cái mẫu này rồi, cực kỳ hay. Và lát nữa thì quý vị và các bạn chúng ta sẽ được trải nghiệm thực tế trên một bản nhạc, và Quang Trường sẽ alo tiếng micro để cho các bạn và quý vị chúng ta cùng trải nghiệm nha. Và với một không gian gia đình mà chúng ta đầu tư được một bộ loa Paramax V30 Pro này có lẽ là một cái lựa chọn hàng đầu cho quý vị nào thích chuyên về hát karaoke. Giọng chúng ta sẽ dày hơn này, tiếng tép sáng hơn và tiếng bát cực kỳ uy lực. Đó. Và khi chúng ta chơi loa full thì có rất nhiều cách để phối ghép, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái chủ đề khác quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đấu lắp và test thử chất âm này nha. Như vừa rồi thì quý vị có thể thấy được rằng là cái tiếng nhạc của cặp loa Paramax Pro V30 này cực kỳ hay như quý vị. Trường Thành Audio đã thử các cái bản nhạc thiên về giải bát này, giải chép và giải trung, chú vị nghe rất là rõ. Và bây giờ để kiểm chứng thêm thì chúng ta sẽ thử tiếng micro như quý vị. Khi âm trung chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều hơn. Và đặc biệt là trong cái hệ thống test cái cặp loa này ngày hôm nay thì chúng ta kết hợp với cục đẩy công suất và chiếc vang số vô cùng tuyệt vời của thương hiệu Vatasa. Quý vị, đây là một mẫu vang số đời mới của Vatasa. Đó, mẫu mới nhất hiện nay. Và cục đẩy công suất Vatasa MA500. Đó, một sản phẩm của Vatasa cực kỳ hay và rất đặc biệt trong thời gian qua như quý vị. Và Quang Trường sẽ thử một cái đoạn nhạc hát chay như quý vị.
đó. Bởi vì khi chúng ta hát có nhạc của tất cả các bên thì rất dễ bị quảng cáo như quý vị đó. Bài Chờ Đông như quý vị thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tiếng micro mộc mạc và chuẩn nhất của cặp loa Paramax Pro V40 này, và với sự kết hợp của chiếc cục đẩy công suất hiệu Vatasa, chiếc loa số cao cấp của Vatasa V6 Pro, và trên tay quan trường chính là cái bộ micro của Paramax M10 Smart quý vị. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, mà dù năm tháng phôi pha. Cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi video clip ngày hôm nay của Trở Thành Nhà Audio nha. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Quý vị nhớ like, share kênh, đặc biệt là subscribe kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.